Xin chào tất cả các bác. Chuyên xe đạp hôm nay có 3 đơn. Một đơn Touring Den Hin 8 triệu đi Hà Đông Hà Nội, một đơn địa hình Java giá 9 triệu 8 đi Kiên Giang, và một đơn là đơn Đua Sava 25 triệu 800. Thì hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác đấy.